chúng ta biết được rằng là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ á là một cái tình trạng tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn của cái đường thở phía trên của chúng ta đó, thì nó xảy ra trong lúc ngủ thôi. Nhưng mà cái việc mà để điều trị nó thì đó là một cái vấn đề khá là khó khăn. Chúng ta thấy rằng là để điều trị được ngưng thở tắc nghẽn lúc ngủ thì cần phải dùng máy thở CPAP, đó là cái điều trị tối ưu cho cái bệnh nhân. Nhưng mà cái việc chấp nhận của nó đó thì rất là còn rất là thấp, tức là người ta chấp nhận cái việc sử dụng máy thở nó còn ít lắm. Và thứ hai nữa là cái việc mà khi mà họ đã chấp nhận rồi thì cái tuân thủ của họ nó vẫn là thấp. Cho nên rằng là chúng ta cần phải tìm cái giải pháp nào đó để giải quyết được cái chuyện này. Có nghĩa là sau đó để cho bệnh nhân có thể chấp nhận được cái máy, đồng thời sau đó họ sẽ phải tuân thủ tốt hơn trong quá trình điều trị. Thì các cái hình thức mà chúng ta đang tiến hành hiện tại bây giờ để định chuẩn áp lực thì nó có hai hình thức. Hình thức đầu tiên là người ta sử dụng cái định chuẩn tự động, và hình thức thứ hai là sử dụng định chuẩn bằng tay. Thì định chuẩn tự động ở đây có nghĩa rằng là khi người bệnh nhân sau khi được chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn lúc ngủ, họ sẽ được cung cấp một cái máy CPAP ô tô hoặc là BiPAP ô tô. Họ sẽ về nhà họ ngủ với cái máy đó, và sau đó có thể họ ngủ 1 ngày, 3 ngày đến, hoặc là họ ngủ khoảng cỡ 1 tuần. Thì sau đó bác sĩ sẽ lấy cái dữ liệu ra và sẽ xem coi thử cái áp lực mà P90% của bệnh nhân á là hoặc là P95 đó là bao nhiêu. Họ sẽ cài đặt cái áp lực cố định cho bệnh nhân để ngủ, hoặc là có thể sử dụng máy tự động nhưng mà giới hạn áp lực lại. Đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai là sử dụng định chuẩn bằng tay. Định chuẩn bằng tay ở đây có nghĩa rằng là bệnh nhân sẽ được vào trong cái phòng lab để ngủ lại một đêm sau khi đêm chẩn đoán đó, và họ sẽ được gắn cái máy đa khi giấc ngủ kết hợp với một cái máy thở CPAP. Khi đó bắt đầu bác sĩ hoặc là kỹ thuật viên ở cái phòng điều khiển đó, sẽ theo dõi dựa các cái sự kiện hô hấp và bắt đầu sẽ định chuẩn, tức là thay đổi áp lực tùy theo cái nhu cầu của bệnh nhân. Đó là cái cách thứ hai. Thì giữa hai cách này nó có điểm gì khác nhau? Thứ nhất đó, là định chuẩn tự động đó, thì người ta thường áp dụng cho những cái đối tượng nào? Đó là những cái trường hợp mà ngưng thở tắc nghẽn đơn thuần thôi, hoặc là những cái ngưng thở tắc nghẽn mà có cái ngưng thở đó nó ngắn thôi, thời gian nó khoảng dưới 30 giây thì nó có hiệu quả hơn. Thứ ba nữa là cái ngưng thở mà giữa cái giai đoạn REM và non REM nó khác biệt không bao nhiêu, không có nhiều. Đó là tương đồng với nhau. Và một phần nữa là do bệnh nhân muốn, nếu như họ muốn định chuẩn bằng tự động thôi, họ không muốn vào trong phòng lab thì có thể sử dụng định chuẩn tự động. Chúng ta sẽ tiến hành cái chuyện đó được. Và cái vấn đề về đáp ứng của bệnh nhân nữa, theo dõi cái đáp ứng của bệnh nhân, có nghĩa rằng là bệnh nhân có thể được thử ở nhà coi như thế nào. Và cuối cùng là thời gian của nó thì ngắn hơn, dài hơn, tức là có thể là phải làm từ 1 đến 3 đêm, thậm chí có những người sẽ phải kéo dài khoảng cỡ 2 tuần. Riêng đối với định chuẩn bằng tay thì nó có sự khác biệt rõ ràng. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta đã chẩn đoán được bệnh nhân rồi, mà nếu như có những cái vấn đề liên quan á, ví dụ như là bệnh nhân có cái vấn đề là có giảm thông khí cho béo phì, CVD, suy tim hoặc là ngưng thở phức tạp, thì chúng ta phải dùng đến định chuẩn bằng tay thì mới có thể giải quyết được cho họ. Những cái trường hợp mà ngưng thở tắc nghẽn mà nó kéo dài cả cái sự kiện hô hấp thì lúc đó chúng ta cũng cần phải sử dụng định chuẩn bằng tay thì nó sẽ hiệu quả hơn. Cả cái trường hợp mà giữa cái giai đoạn REM và non REM có cái mức độ ngưng thở khác nhau, nó nặng quá ở trong REM nhưng mà trong non REM nó lại ít hơn, thì định chuẩn tự động có thể là sẽ không giải quyết được. Nếu như những bệnh nhân mà chúng ta thấy cái nguy cơ phải chuyển đổi cái máy thở liên tục, ví dụ họ đang sử dụng cái máy CPAP nhưng mà khi mà họ bị ngưng thở nhiều quá, áp lực nó lên cao quá mà chúng ta không thể là tiến hành được cái máy CPAP á, thì bắt buộc phải đổi sang cái mốt thở khác, đó là dùng BiPAP luôn, thì định chuẩn bằng tay nó sẽ giải quyết được chuyện đó. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tìm được một cái chế độ thở phù hợp với bệnh nhân, ví dụ như là chế độ thở BiPAP, ASV hoặc là APAP, thì cái định chuẩn bằng tay mới làm được chuyện đó, còn định chuẩn tự động chúng ta sẽ không tiến hành được. Thời gian thì thường chỉ tốn một đêm thôi. Đó. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng tôi thường làm ở chỗ phòng khám của chúng tôi. Thì ở đây là cái chúng ta thấy đây là một cái phòng điều khiển. Bên này là có một phòng giấc ngủ kết hợp là máy đa khí hô hấp, đa khí giấc ngủ với lại là máy thở. Thì bệnh nhân sẽ nằm ngủ gắn máy vào, tất cả các thiết bị được gắn, chỉ có thay cái mát bằng các cái flow về mũi miệng thôi để kết nối với máy thở. Thì bệnh nhân nằm ngủ đây và chúng tôi sẽ theo dõi trên màn hình để đọc cái đa khí giấc ngủ trực tiếp, đồng thời rằng điều chỉnh cái áp lực cho bệnh nhân trực tiếp ở trên máy luôn. Là sẽ theo dõi các sự kiện hô hấp xuất hiện thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cho bệnh nhân. Thì nguyên cả đêm chúng tôi sẽ ngồi cùng với bệnh nhân thức để cho bệnh nhân ngủ vào trong đêm. Thì bằng tay nó có một cái những cái điểm gì đặc biệt hơn? Thì chúng ta thấy rằng là đa số, nếu như chúng ta nhìn thấy cái tổng số người mà bị ngưng thở tắc nghẽn lúc ngủ thì đa số có thể tiến hành được tự động. Nhưng mà những trường hợp sau đây như tôi đã nói thì chúng ta sẽ cần phải định chuẩn bằng tay, chứ còn định chuẩn tự động sẽ không làm được. Đặc biệt là những ca ví dụ như suy tim với tai biến mạch máu não cũ, thì những cái trường hợp này là cái ngưng thở nó không đơn thuần chỉ ngưng thở tắc nghẽn nữa. Nó sẽ có ngưng thở trung ương, nó có ngưng thở hỗn hợp, có những cái rối loạn nhịp thở có chu kỳ. Như vậy thì nếu như định chuẩn tự động là không được phép sử dụng trên bệnh nhân suy tim, định chuẩn bằng tay mới làm được. Các cái trường hợp mà nó có ngưng thở trung ương kèm theo ngưng thở tắc nghẽn, các trường hợp mà ngưng thở phức tạp, ví dụ như là những cái trường hợp mà ngưng thở nó kéo dài khoảng có 1 phút, 2 phút đồng hồ, hoặc là những cái ngưng thở hỗn hợp là đoạn đầu nó là một ngưng thở
trung ương và sau đó là ngưng thở tắc nghẽn, thì chúng ta cũng phải dùng đến đình chuẩn bằng tay. Và một cái cuối cùng là những người nào mà đã đình chuẩn tự động mà không đáp ứng được, có nghĩa là họ không thể ngủ được với cái máy ô tô CPAP, thì bắt buộc phải đình chuẩn bằng tay. Thì đây là một số cái báo cáo sơ bộ của chúng tôi ở chỗ phòng khám của chúng tôi. Thì chúng tôi đã tiến hành từ năm 2012 thì bắt đầu 2010-11 thì chúng tôi bắt đầu tiến hành đo đa ký giấc ngủ và đa ký hô hấp cho bệnh nhân. Thì có khoảng hơn 2.000 ca chúng tôi đã tiến hành. Thì trong đó có 1.100 ca đo đa ký giấc ngủ và 1.000 ca là đo đa ký hô hấp. Thì trong số những ca này thì có 468 ca là tiến hành định chuẩn. Thì trong đó là cái số lượng định chuẩn tự động vẫn cao hơn. Số lượng định chuẩn bằng tay của chúng tôi tiến hành khoảng 40 ca thôi. Nhưng mà trong đó cái tỷ lệ thành công ở lần đầu tiên là chiếm 38 ca, 95%. Chỉ có 2 ca thất bại và sau đó lặp lại lần thứ 2 thì chúng tôi cũng thành công. Riêng đối với định chuẩn tự động thì chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ mà thành công nó thấp hơn, nó khoảng cỡ ở đây thì chỉ có 80% là thành công với định chuẩn tự động thôi. Và sau đó có 5 ca chuyển qua được định chuẩn bằng tay, tại vì họ không thể dùng được cái máy tự động thì bắt đầu chuyển qua định chuẩn bằng tay, thì thành công được 5 ca đó. Thì và sau đó chúng tôi theo dõi tiếp về vấn đề chấp nhận CPAP, tức là khi mà định chuẩn ra được cái áp lực cho bệnh nhân rồi thì đề nghị bệnh nhân thở máy CPAP, thì chúng ta thấy rằng là chỉ có 74,3% là chịu dùng cái máy thở CPAP. Trong khi đó thì cái sự tuân thủ của bệnh nhân á, theo dõi sau thời gian á, thì thấy rằng những người mà định chuẩn bằng tự động á, thì cái khả năng tuân thủ nó thấp hơn. Đối với định chuẩn bằng tay thì tỷ lệ chấp nhận nó cao hơn là 97,5%, và sau đó thì những cái người đó tuân thủ điều trị lại tốt hơn, đây là những người nặng hơn và họ thấy được cái giá trị của cái vấn đề định chuẩn bằng tay. Thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ định chuẩn, nếu như chúng ta thường sử dụng định chuẩn tự động á, thì cái khả năng mà chấp nhận nó thấp hơn. Ở đây là một số cái phân tích kỹ hơn trong số những người trường hợp này. 40 ca đó thì chúng ta thấy được rằng là có 21 ca chúng tôi định chuẩn đó là vì cái ngưng thở tắc nghẽn nặng kết hợp với lại ngưng thở hỗn hợp, 3 ca là cộng với lại ngưng thở trung ương, 6 ca là vừa có CPD trong đó, có 6 ca nữa là có cái giảm thông khí béo phì, 2 ca suy tim và 2 ca tai biến mạch máu não cũ. Đây là những cái hình ảnh chúng ta có thấy được những cái ngưng thở hỗn hợp. Thì sự khác biệt giữa định chuẩn bằng tay và định chuẩn tự động như thế nào? Thì định chuẩn bằng tay á, thì nó sẽ là một cái sự chuẩn bị đầy đủ hơn, hỗ trợ kịp thời hơn trong đêm, cho nên là bệnh nhân sẽ dễ dàng để giải quyết được các cái vấn đề của họ hơn. Xác định. Tôi xin chào các anh chị tham gia hội nghị khoa học. Xác định giải quyết các cái vấn đề chính xác hơn và trực tiếp hơn, tức là bệnh nhân có những sự kiện hô hấp đó thì chúng tôi sẽ giải quyết cái vấn đề đó một cách rất là nhanh gọn. Thứ hai nữa là theo dõi và đánh giá liên tục các cái giai đoạn giấc ngủ của bệnh nhân, là chúng tôi sẽ đánh giá được trên cái máy đa ký giấc ngủ. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng áp lực xem coi cái đáp ứng của bệnh nhân và coi thử là cái vấn đề xì khí của bệnh nhân như thế nào, chúng tôi sẽ xử lý được luôn. Thay đổi áp lực chậm và theo dõi sát thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân dễ dung nạp hơn, thay đổi cái mốt thở phù hợp hơn khi cần và giải quyết được các vấn đề bệnh nhân mắc của bệnh nhân tốt hơn. Đây là một cái hình ảnh chúng ta có thể thấy được cái đây là một cái đêm mà chúng tôi làm split night, tức là chia đôi đêm đầu, đoạn đầu đêm á, chúng tôi sử dụng cái máy để chẩn đoán và sau đó chúng tôi sử dụng cái máy định chuẩn luôn. Thì đây là hình ảnh chúng tôi thấy được rằng là bệnh nhân trước đó thì ngưng thở rất nhiều và sau khi có cái máy thở vô thì những cái vấn đề về sự kiện hô hấp đã được giải quyết một cách rất là êm đẹp. Thì cái hiệu quả chứng minh qua các dữ liệu của chúng tôi đã thấy ở trên thực tế. Thứ hai nữa là nó đáp ứng được cái nhu cầu áp lực đó, nó đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân cần. Và cuối cùng là một cái trải nghiệm thực tế của bệnh nhân sẽ giúp cho bệnh nhân có được những cái điều mà họ thấy được cái hiệu quả và giá trị của nó tốt hơn. Thì đây là cái sự tuân thủ của bệnh nhân chúng tôi đánh giá theo thời gian. Thì cái giấc ngủ của bệnh nhân á, nó cải thiện với cái áp lực chính xác. Bệnh nhân đã ngủ đều đặn trong đêm với cái máy thở chúng tôi theo dõi ở đây. Thứ hai nữa là bệnh nhân thoải mái phù hợp với máy thở, với lại cái mốt thở, với các cái vấn đề về cái xì khí của bệnh nhân là được giải quyết hết. Bệnh nhân ổn định và khắc phục bệnh nền tốt hơn. Nếu như không có CPAP thì bệnh nhân lại không ngủ được. Cho nên cái việc mà tuân thủ đối với những trường hợp này, họ luôn luôn họ sẽ gắn cái máy vào ngủ. Và khi mà cái cuối cùng là họ không có thể ngủ được nếu như họ thiếu cái máy. Thì cái qua cái bài hôm nay thì tôi muốn rút ra một số cái kết luận sau đây. Thì định chuẩn áp lực nó có hai cái lựa chọn chúng ta có thể sử dụng, đó là tự động với bằng tay. Nhưng mà định chuẩn bằng tay á, thì chúng ta cần phải chọn lựa cái đối tượng hợp lý hơn để làm tăng cái khả năng cho bệnh nhân cũng như là giảm chi phí. Thì trong đó những đối tượng ví dụ như là ngưng thở tắc nghẽn kèm với suy tim, CPD, tai biến mạch não cũ, béo phì giảm thông khí, hoặc là những trường hợp mà nặng mà kết hợp giữa trung ương với lại là hỗn hợp, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ thành công ở trong định chuẩn bằng tay nó cao hơn. Định chuẩn bằng tay nó giúp chấp nhận điều trị CPAP và giúp tăng cái tuân thủ điều trị báo cho bệnh nhân hơn. Và chúng ta thấy rằng là chọn lựa cái định chuẩn bằng tay phù hợp á, thì nó giúp tăng cái hiệu quả để có thể giải quyết bệnh cho bệnh nhân, nhưng đồng thời nó cũng sẽ làm giảm chi phí cho bệnh nhân rất là nhiều. Nếu như chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái quá trình định chuẩn đó mà không giải quyết được thì lúc đó bệnh nhân sẽ tốn chi phí nhiều hơn. Và đây là cái hình ảnh mà cuối cùng tôi muốn gửi đến quý anh chị thầy cô, đó là khi mà chúng ta định chuẩn được tốt, bệnh nhân sẽ vào cái giai đoạn REM được
và sự kiện hô hấp nó vẫn không có. Như vậy đây là một trong những cái trường hợp chúng tôi đã làm tốt ở trong cái vấn đề định chuẩn bằng tay. Thì khi đó áp lực chỉ bằng 10cm nước, nhưng bệnh nhân đã hoàn toàn có thể ngủ ngon ở trong giai đoạn REM. Và bình thường bệnh nhân không thể nào ngủ ngon được như vậy. Vâng, xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý anh chị, thầy cô, các bạn. Báo cáo tiếp theo tôi xin được mời bạn Đỗ Ngọc Quốc Duy. Giá trị tiên lượng của thang điểm AMRS trên bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Kính chào quý chủ tọa và quý thầy cô trong hội đồng, em là Đỗ Ngọc Quốc Duy, là sinh viên khoa Y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ thực hiện báo cáo nghiên cứu giá trị tên lượng của thang điểm MRS trên bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Bài báo cáo của em gồm có 4 phần là mở đầu, phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận và kết luận kiến nghị. Thì dựa trên những cái nghiên cứu trước đó về giá trị tên lượng của những cái thang điểm sẵn có như là cấp 65, CRB65 hay là New Steel thì và một số đặc điểm lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19 thì Steve Woodard và cộng sự đã tiến hành xây dựng thang điểm RIS trên bệnh nhân chuyên biệt cho bệnh nhân COVID-19. Sau đó thì Edward Su và cộng sự đã tiến hành đánh giá giá trị của thang điểm này cho những bệnh nhân COVID nhẹ hoặc không có triệu chứng. Thì đây là thang điểm RIS với các biến như là sinh hiệu, chi giác, hỗ trợ oxy, giới, tuổi và trạng thái vận động. Thì mỗi giá trị của từng biến sẽ tương ứng với từng mức điểm từ 1 tới 4 và tổng điểm cuối cùng sẽ tương ứng với nguy cơ tử vong hoặc hỗ trợ cơ quan khác nhau. Tuy nhiên thì vì là nghiên cứu hồi cứu nên Edward Su không thể đánh giá được biến trạng thái vận động. Vậy nên ông đã loại bỏ biến này và tạo ra thang điểm Modified RIS hay là MRIS. Thì từ nghiên cứu của ông cho thấy là thang điểm MRIS đối với có độ nhạy là khá cao là 97,7% và AUC là 0.86. Tuy nhiên thì kết quả này chỉ ở trên những bệnh nhân COVID nhẹ hoặc không có triệu chứng. Thì hiện nay Việt Nam cũng chưa có những nghiên cứu nào về thang điểm này, đặc biệt là đối với những bệnh nhân trung bình nặng phải nhập viện. Vì vậy nên chúng em thực hiện nghiên cứu giá trị tiên lượng của thang điểm MRIS ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện với mục tiêu là khảo sát giá trị tiên lượng của thang điểm MRIS trên đối tượng bệnh nhân này với những mục tiêu cụ thể như trên. Thì nghiên cứu của chúng em là nghiên cứu đoàn hệ với phương pháp thu thập dữ liệu là hồi cứu hồ sơ bệnh án kéo dài từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cộng mẫu tối thiểu trong nghiên cứu của em là 320 mẫu với tiêu chuẩn chọn vào là những bệnh nhân trên 18 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2022 và là những bệnh nhân trung bình nặng theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế. Và tiêu chuẩn lại ra là những bệnh nhân không đủ thông tin sinh hiệu lúc nhập viện và những bệnh nhân đang được điều trị từ tuyến dưới. Kết cục của nghiên cứu là bệnh nhân tử vong hoặc là hỗ trợ cơ quan. Hỗ trợ cơ quan gồm có hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ tim mạch và hỗ trợ chức năng thận. Đề cương nghiên cứu đã được thông qua bởi Hội đồng Y Đức Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và chúng em sử dụng phần mềm Microsoft Excel 365 RStudio 4.1.2 để xử lý số liệu. Thì qua quá trình thu thập, chúng em thu thập được là 300, tổng cộng là 350 mẫu và qua quá trình sàng lọc, chúng em loại ra được và chúng em chọn được 339 mẫu bao gồm 142 mẫu có kết cục bất lợi chiếm 41,9% và 197 mẫu không có kết cục chiếm 58,1%. Trung vị tuổi trong nghiên cứu của chúng em là 70 và tỷ lệ nam nữ sắp xỉ 1:1 và điều này cũng tương đồng trong nghiên cứu của Edward Su. Tại thời điểm thu thập số liệu thì có tới 60% bệnh nhân chưa được tiêm mũi vaccine nào và chỉ có khoảng 20% bệnh nhân được tiêm đủ 2 mũi. Về kết cục thì có 90 bệnh nhân có tử vong, trong đó thì 88 ca có hỗ trợ cơ quan và chỉ 2 ca là không hỗ trợ cơ quan. Và trong tổng số 140 bệnh nhân có hỗ trợ cơ quan thì hỗ trợ hô hấp chiếm nhiều nhất là 65% và có 10% bệnh nhân được hỗ trợ cùng lúc 3 cơ quan. Đây là biểu đồ hộp thể hiện mối tương quan về tổng điểm MRIS giữa nhóm có kết cục và nhóm không có kết cục. Thì ta thấy là trung vị tuổi ở nhóm có kết cục là biểu đồ màu xanh là 11 điểm, cao hơn 4 điểm so với nhóm không có kết cục và điều này có ý nghĩa thống kê. Và khi khảo sát nguy cơ xảy ra kết cục tương ứng với từng mức điểm thì chúng em nhận thấy là mức điểm MRIS càng cao thì tỷ lệ có kết cục càng lớn
Những bệnh nhân có MRS dưới 4 thì tỷ lệ có kết cục là 0%, và những bệnh nhân có điểm MRS trên 15 điểm thì tỷ lệ có kết cục là 100% và đều có ý nghĩa thống kê. Và điều này cũng tương đồng với nghiên cứu của Edward Su. Trong nghiên cứu của mình thì Edward Su chọn ra được ngưỡng cách tối ưu là trên 4, thì chúng em cũng nghiên cứu, cũng đánh giá giá trị của thang điểm ở ngưỡng cách này, thì nhận thấy là tại ngưỡng cách trên 4 thì thang điểm có độ nhạy là 97,9%, độ đặc hiệu là 19,3%, giá trị trên đánh dương là 46,6% và giá trị trên đánh âm là 92,7. Thì độ nhẹ này cũng tương đồng với nghiên cứu của Edward Su. Tuy nhiên thì độ đặc hiệu là khá thấp và cũng thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của ông là 47.2. Để đánh giá giá trị tin lượng của thang điểm về tiêu chí độ phân định thì nhận thấy là IUC của kết cục nói chung và kết cục hỗ trợ cơ quan là 0.77, trong khi IUC của kết cục tử vong là 0.72, thì cái này là thấp hơn nhiều so với giá trị là 0.86 trong nghiên cứu gốc. Và điều này thì cũng có thể lý giải là do mối tương quan giữa một số biến trong thang điểm MRS như là nhịp tim, huyết áp, nhịp thở với kết cục là không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì tại cái mức IUC này thì giá trị tin lượng là ở mức khá tốt và có thể áp dụng được trên lâm sàng. Về tiêu chí độ chính xác thì ta nhận thấy là đường phi tham số gần nhất với đường lý tưởng trong khoảng giá trị dưới 0.4 cho thấy là thang điểm có giá trị tin lượng chính xác nhất đối với những bệnh nhân có tin lượng dưới 40%. Ngoài ra thì chỉ số R bình phương khá thấp là 0.29 và chỉ số Bayer khá cao là 0.19 cho thấy là độ chính xác của thang điểm chưa cao. Điều này cũng có thể lý giải là do một số biến trong thang điểm MRS với kết cục nó không có ý nghĩa thống kê. Cuối cùng thì dựa trên tiêu chuẩn Yuden, chúng em cũng chọn ra được ngưỡng cách tối ưu của thang điểm là trên 9. Tuy nhiên thì tại cái ngưỡng cách này thì độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tin đánh dương và giá trị tin đánh âm là khá thấp và khó có giá trị trong tầm sát và tin lượng. Khảo sát xác suất sống còn tích lũy đối với mức ngưỡng cách này thì em nhận thấy là theo thời gian thì nhóm có điểm MRS trên 9 có nguy cơ xảy ra kết cục cao hơn hẳn so với nhóm có điểm MRS dưới 9 và thời gian trung vị cũng là cao hơn, là cũng thấp ngắn hơn 20 ngày. Và điều này cũng có ý nghĩa thống kê, cũng nhận ra được xu hướng tương tự khi mà khảo sát riêng nguy cơ hỗ trợ cơ quan và tử vong. Tuy nhiên thì ta có thể thấy là ở hỗ trợ cơ quan sẽ có sự khác biệt rõ rệt hơn nhiều. Chúng em cũng khảo sát biến thiên giá trị IUC theo thời gian nằm viện thì nhận thấy là đối với kết cục tử vong và hỗ trợ kết cục nói chung và kết cục hỗ trợ cơ quan có sự tăng đột biến IUC vào những ngày cuối từ ngày 27 đến ngày 30, trong khi giá trị IUC của kết cục tử vong chỉ dao động quanh 0.6 trong suốt 30 ngày. Điều này thì cũng có thể lý giải là do thời gian nằm viện càng lâu thì bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện càng lớn và phải hỗ trợ cơ quan. Thì ở trên là những kết quả nghiên cứu của nhóm chúng em, và tuy nhiên thì nghiên cứu cũng không thể tránh khỏi những mặt hạn chế. Thứ nhất là có thể là sai lệch thông tin do hồi cứu dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Thứ hai là nghiên cứu không thể đánh giá được giá trị của thang điểm trong tin lượng những bệnh nhân chuyển nặng được chuyển lên từ các cơ sở y tế tuyến dưới. Về tổng kết thì chúng em nhận thấy là MRS tương quan thuận với tỷ lệ tử vong hoặc hỗ trợ cơ quan. Với ngưỡng cách trên 4 thì điểm MRS có giá trị có độ nhạy và giá trị tin đánh âm cao, có giá trị trong tầm soát, và với mức IUC là 0.77 thì có thể áp dụng được trên lâm sàng. Và tuy nhiên với ngưỡng cách tối ưu là trên 9 thì thang điểm MRS không có giá trị cao trong việc tin lượng và tầm soát. Từ đó thì chúng em cũng có những kiến nghị là có thể sử dụng thang điểm này trong lâm sàng để hỗ trợ tin lượng kết cục hoặc tử vong hỗ trợ cơ quan trên bệnh nhân COVID-19 nhập viện và có thể sử dụng ngưỡng cách là MRS trên 4. Ngoài ra thì có thể thực hiện một nghiên cứu khác với thiết kế nghiên cứu tốt hơn để có thể xây dựng thang điểm tin lượng tối ưu, thang điểm tin lượng tối ưu cho những bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Chúng em xin cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam đã tạo điều kiện để có thể có buổi thuyết trình, buổi báo cáo ngày hôm nay. Dạ, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe.